Xin chào mọi người, hôm nay là thứ sáu sau một thời gian cách ly và hầu như là mọi hoạt động của phòng thu thì rất là hạn chế. Thì ngày hôm nay đó, khi mà Thảo hỏi anh Huỳnh Nhật Tân là anh ơi anh có nhận cho Thu đi thu lại chưa, thì anh Tân nói rằng là ok em cứ qua đi. Và mình mừng quá, thế là mình quyết định là ngày hôm nay mình sẽ đến phòng thu để có cơ hội hát những cái ca khúc mà mình rất là thích. Bởi vì là trong cái thời gian rảnh vừa qua đó có một số ca khúc mình nghe và mình yêu thích quá nhưng mà mình không có dịp để mà mình hát. Thành ra là ngày hôm nay thì khi mà anh Tân anh nhận lời thì mình đang trên đường để mà đi sang phòng thu để thực hiện một vài ca khúc và sẽ bật mí một vài ca khúc đó trong chương trình livestream vào tối thứ bảy hàng tuần, 9 giờ tối thứ bảy hàng tuần giờ Cali, tức là 11 giờ sáng chủ nhật hàng tuần giờ Việt Nam. Thì mình có cái buổi livestream trò chuyện và giới thiệu những cái ca khúc mà chưa bao giờ mọi người nghe mình hát ở trên sân khấu. Thì mình muốn chia sẻ với lại khán giả trong cái buổi livestream của mình trên trang Facebook. Và dĩ nhiên là khi đi ra đường không bao giờ quên rồi nhá, giấy sát khuẩn đó. Đó. Khẩu trang y tế đó. Bao tay y tế có đầy đủ. Lúc nào đi ra đường là cũng phải chuẩn bị như vậy. Rồi nón bảo hộ có hết đó. Và hôm nay thì mình có luôn cả mà vitamin C gọi là C sủi đó, bỏ sẵn vào trong chai nước để mà uống tăng sức đề kháng. Và đặc biệt là quan trọng nhất là nước rửa tay đó, trên xe lúc nào có nước rửa tay, đi ra đường như thế là đủ rồi đó, đó. Mình chỉ cần cẩn thận như vậy ha. Mùa này mà, cho nên là ai cũng phải cẩn thận hết, bảo vệ bản thân, bảo vệ gia đình. Bây giờ là đột nhập phòng thu. Alo, rồi đột nhập phòng thư của anh Huỳnh Nhật Tân sau một thời gian cách ly không được gặp mặt nhau. Nhớ quá. Cũng là uống ly cách ly đó. Có vụ này đó, có uống ly cách ly nữa. Và ngày hôm nay được gặp nhau để thu âm rồi, mừng quá. Ra đây. Nhạc sĩ Huỳnh Nhật Tân. Thấy không? Hôm nay là anh em mình được làm việc, mừng quá đi. Lát nữa sẽ cho mọi người bật mí mọi người coi là thu cái gì nha. Em đem cho má nón bảo hộ để má đi chợ. Lát nữa nói anh Tân gắn nha má. Dạ gắn vô để đi chợ. Đó. Sao vậy má? Bây giờ đó hả? Dạ. Dạ, đó má đeo cái này ra đường cho nó an tâm má ơi. Đây là hai xấp khẩu trang cho nhà mình đó. Đây là vitamin cho má. Đấy. Còn cái này là dạ thuốc bổ gan cho anh Tân chị Thúy. Dạ nó là thực phẩm chức năng má ơi. Nó không phải là thuốc, nó là thực phẩm chức năng nên là mỗi ngày đều có thể uống theo kiểu vitamin đó, giống như supply đó má. Supply mình đó nên là cũng ok lắm, rất là tốt. Dạ. Nè anh. Kiểu vitamin bổ gan mỗi ngày 2 viên. Ồ đã quá. Dạ mà em bảo đảm cho anh luôn là 2 tuần lễ anh đo lại Canada. Canada. Maple Life phải không? Vậy là 2 tuần lễ giới phỏng vấn anh uống thì nó đó, có bớt coi gan không? Thì đó. Sợ bớt gan. Còn cái này là mặt nạ luxury cho chị Trời Quý. Trời ơi đã vậy ta. Anh đừng có dành nha. Anh dành lúc này chị ơi cái này ok kinh khủng. Cái Life Pro này nè. Không cần là không. Dạ, đó, đây nó phải gắn vô má ơi, phải gắn nè. Đó. Cái này là má. Đó, gắn cái này vô. Cái này rất cần thiệt sự luôn. Cần là tại vì hôm nay ở nhà. Có uống không? Hả? Có uống không? Không có đi nhậu online không à. Nhậu online. Đó, anh ơi. Nhậu online không à. Em bảo đảm danh luôn, anh đo lại cái men gan khác liền. Đó, trong một biết sao không? Tại vì em là có em bé là không, tụi nó không dám rượu rê chứ không em không có là rượu rê banh xác. Thì đó. Đó lâu quá không được nhậu nè, thấy chưa? Tại vì có em bé nè. Chút nữa đi nhậu thì thâu đi chút nữa rồi chị Ý Nhi mấy chị kéo tới. Ủa vậy đó hả? Ghê vậy là có độ nhậu hả? Tôm ở nhà giữ lộn giữ con nghe, hôm nay tôi đi mắc đi nhậu rồi. Ô má có tài sản anh thèm. Rồi chị ấy có đem cái miếng dung miếng và tối nay là miếng gà với sushi. Trời ơi miếng gà của má thì thôi nha, ta nói má ơi là má con ghiền gần chết. Đó. Có miếng gà rồi có đây, sushi nữa. Hello. Okay nữa. Hello. Paris hả chị hay là Paris hả? Paris đó. Paris. Hôm nay có mọc vậy đó em. Paris. Trời xíu quá trời. Bạn thân của Jack không đi uống rượu không sợ tại vì có cái đội của riêng anh Tân. Đây. Đó, ông uống bà khen. Ồ nhặt chết cha. Chết cha nguy hiểm nè. Còn là nước tăng của Maple Life luôn. Dạ của Maple Life luôn. Ok good. Mà nước tăng lực mà tăng cái vụ ấy luôn đó anh. Mà cái vụ ấy thì em không có kiểm chứng nha. Không uống còn giấc mê.
Và rồi. Biết sao anh, bà Mai Thanh có gửi cho em một cái bà uống ông khen. Ôi, đó. Dạ, nó ngược nhưng lại mà dạ em đem em mở ra mất một chai rồi em không dám. Vậy là vậy là mình uống xong này mình khỏe là mình phải kiếm gì làm cho nó mệt đúng không? Đây nè, đó anh, nó bằng cái dầu hải cẩu của Canada nha anh, mà chỉ có Canada mới có cái con này, mới cho đánh bắt con này, bên Mỹ mình không cho đánh bắt con này, đó thành ra là cái này cũng là đồ độc nè, đó để dành cho anh Tân tăng lực, có cái của nữ nữa, nhưng mà em lỡ khui ra hết lon rồi, chứ làm em không có dám đưa cho chị Thúy, chị nhỏ, lần sau sẽ gửi cho chị Thúy, uống xong báo cáo liền. Để thời gian bên nhau là thói quen, là ở cạnh bên nhưng giữa xa xôi. Từng ngày cảm giác trong tim như thói quen qua đi. Nhạc nhau có đâu có hay. Đừng để yêu thương kia rồi là nỗi đau. Đã xong một bài rồi đó, và bây giờ là chuẩn bị nghe lại và mọi người nghe thử coi là bài này là bài gì nha. Anh từng là thế giới, là cả khoảng trời trong em. Thấy bài quen không? Nhưng đến bây giờ, lúc em cần anh không quan tâm, chỉ cứ dành một phút. Đẹp hơn ngày đôi ta bắt đầu, có đớn đau nào nặng hơn ngày mình xa nhau, có đôi mắt nào buồn hơn bờ mi anh tuôn sầu, có đắng cay nào bằng anh vội vàng quá mau. Người con gái đang đi bên anh là người như thế nào? Sợ người ta không yêu thương anh, em biết phải làm sao? Nếu một ngày người anh như bụi bằng, anh đừng cần những thứ cao sang. Nếu sau này họ ra đi vội vàng, em vẫn chưa giữ muộn màng, biết anh thương người ấy đã rất nhiều. Em hỏi lòng em có bao nhiêu, trái tim anh giờ đã quen luồng chiều, xin đừng quên ta đã từng yêu. Bằng anh rồi hai bài rồi đó, bây giờ đang nghe lại. Người con gái đang đi bên anh là người như thế. À, ngày hôm nay đã kết thúc một cái buổi làm việc giữa nhạc sĩ Huỳnh Nhật Tân và Thảo rồi. Anh Tân đã giúp Thảo quay thu được ngày hôm nay là 3 bài tổng cộng và sẽ bật mí trong dự án sắp tới. Mọi người nhớ đón chờ trên kênh Thanh Thảo Official nha. Nhớ bấm theo dõi những thông tin mới nhất của Thảo ha. Bye bye.